Super Brothers. Sợ, nhưng mà nếu mà chúng ta luôn luôn giữ cho mình một thể chất thật tốt và một tinh thần cố gắng để vượt qua thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được và chiến thắng được đại dịch này. Mọi người đừng lo sợ gì nhé, chắc chắn sẽ có thắng và rất là nhiều người bạn nữa sẽ ở xung quanh và giúp đỡ mọi người. Tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này và chiến thắng nhé mọi người. Covid nguy hiểm và đáng sợ thật sự, nhưng tôi đã đánh bại được nó. Cho nên chúng ta hãy cố gắng giữ tinh thần thật lạc quan để chiến đấu và chiến thắng con Covid này nha. Yên tâm, có tôi luôn bên bạn. Sẽ không ai phải lẻ loi ngày hôm nay, sẽ không ai lãng quên ai ở chỗ đây, sẽ luôn có chỗ bao
sông dần lên.